Netflix. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim Hàn Quốc 3 chị em, Little Women, khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Hạn thực hiện yêu cầu này là ngày hôm nay 5 tháng 10, sáng 5 tháng 10, trả lời Việt Nam Net, ông Lê Quang Tự do Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bộ thông tin và truyền thông, cho hay cục đã có văn bản gửi đi từ ngày 3 tháng 10. Yêu cầu Netflix gỡ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Netflix gỡ phim trong ngày 5 tháng 10. Tuy nhiên ông Lê Quang Tự do cho hay Netflix mới báo lại với cục và xin phép gia hạn đến hết tuần vì cần thêm một, hai ngày xử lý theo quy trình nội bộ. Đại diện truyền thông của Netflix Việt Nam cho hay sẽ có một bộ phận riêng phản hồi về vấn đề này nên hiện tại chưa thể cung cấp thêm thông tin gì. Ba chị em, Little Women, bị yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4. Điều 9 luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4. Điều 11 luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản trên ở luật báo chí. Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 và tập 8. Đa số khán giả bày tỏ sự đồng tình trước thông tin Netflix bị yêu cầu gỡ bỏ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam khi bộ phim bị lên án có những phân đoạn xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Trước đó, nhiều khán giả theo dõi bộ phim cũng bày tỏ bức xúc khi bộ phim này có những phân đoạn được cho là bè cong lịch sử Việt Nam. Ví dụ như, một người lính Hàn Quốc có thể giết 20 lính Việt Cộng, có người còn giết được 100. Lính Hàn Quốc là anh hùng chiến tranh Việt Nam. Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58 đến 59 và tập 8 từ phút thứ 5 đến phút thứ 7. Little Women kể về cuộc sống của ba chị em khó khăn từ nhỏ nhưng không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Cả ba bắt đầu lún sâu vào những âm mưu tham nhũng khi đột nhiên nhận được số tiền 2 tỷ won mờ ám. Câu chuyện dần được mở rộng về tinh lan hội một tổ chức với những thành viên ban đầu là các cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Từ đó, những nhận định sai lệch về cuộc chiến mà Hàn Quốc đã dự phần với vai trò đồng minh của quân đội Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Netflix bị cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu gỡ phim do vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và bị người dùng Việt Nam phản ứng. Trước đó, các phim gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta Put Your Head On Me Shoulder, bà ngoại trưởng Madam Secretary năm 2020, hay gần nhất là Pai 2021 đều đã bị cục yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đứng trước thông tin trên, nhiều người bày tỏ sự đồng tình rằng dù là nghệ thuật nhưng đoàn làm phim phải thật sự tôn trọng lịch sử tôn trọng việt nam bên cạnh đó một số bạn trẻ cũng cần phải xem lại văn hóa thần tượng diễn viên idol hàn quốc và không nên ra sức ủng hộ bênh vực bộ phim ngay cả khi chúng có nội dung không đúng về lịch sử nước nhà nhiều người mong muốn rằng chí ít đoàn làm phim phải gửi một lời xin lỗi chân thành đến việt nam vì đã làm phim mà xem thường lịch sử một số khán giả cũng cho rằng đây chỉ là cách chống cháy tạm thời gỡ được hẳn ra khỏi netflix trên toàn cầu thì may ra mới ngăn chặn được việc xuyên tạc lịch sử bởi nếu có gỡ hay không thì bộ phim cũng đã và đang có nội dung xuyên tạc việc của chúng ta là cần có chính là yêu cầu những biện pháp can thiệp hợp lý. Đính chính với cộng đồng quốc tế để những bộ phim sau này của các nước có cái nhìn tôn trọng lịch sử hơn. Trước câu hỏi liệu có cần đưa ra một giải pháp quản lý tốt hơn chứ không phải chạy theo từng sự vụ. Giải quyết từng bộ phim vi phạm, không giải quyết được triệt để vấn đề, ông tự do cho biết thường thì Netflix kiểm soát khá kỹ kho phim của mình. Chỉ có một số rất nhỏ phim vi phạm, và với những phim vi phạm trước đây thì Netflix đều tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ phim một cách nghiêm chỉnh. Bản tin tổng hợp bởi kênh tin online 24 giờ xin vui lòng đăng ký theo dõi kênh để luôn nhận các video mới nhất xin cảm ơn